cái chết của ông Trần Đại Quang và các đồng chí khác. Ông Trần Đại Quang đã chết vào sáng ngày 21 tháng 9 năm 2018, tin từ UB, Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe, nói rất mập mờ. Đồng chí Trần Đại Quang đã mắc loại virus nhiễm hiểm và độc hại trên thế giới chưa có thuốc chữa, đưa về cái chết của ông trước khi nhà nước tung ra cáo phó. Miếng virus hiếm. Điều lạ là rất ít người ngạc nhiên về cái chết của ông. Lâu nay đã có vô số lời đồn đoán cho rằng ông đã bị vô hiệu hóa và đầu độc theo kiểu Nguyễn Bá Thanh trước đây. Đúng sai không rõ, nhưng những dịp ông vắng mặt vài ngày đi chữa bệnh ở Nhật đã được những trang Lề Dân đưa tin, dù báo chí chính thống im bặt. Trong những ngày tháng gần đây, gương mặt tiều tụy và dáng đi kiệt sức của ông đã được dân mạng đưa cận cảnh kèm lời bình luận về một cái chết không xa được báo trước. Dưới thời cai trị của ông Trần Đại Quang, đặc biệt từ khi ông làm Bộ trưởng Công an năm 2011, rồi từ 2 tháng 4 năm 2016 lên làm Chủ tịch nước, nhân quyền và tự do ngôn luận bị đàn áp tàn bạo, tăng tốc. Đặc biệt nhất là công an giả dạng côn đồ, cài cắm vào những cuộc biểu tình ôn hòa để chính quyền lấy cớ đàn áp dân. Công an cũng giả dạng côn đồ, đi đánh đập những nhà bất đồng chính kiến và dân ngon, khiếu kiện. Thậm chí công an và quân đội còn kết hợp cùng nhau thành những đội quân mang vũ khí hùng hậu chỉ để hỗ trợ doanh nghiệp cướp đất của dân, buộc người dân phải giật giờ trôi giặt đầu đường xó chợ. Đến khi dân khiếu kiện về cái sai của việc làm trái pháp luật của chính quyền, doanh nghiệp và công an, thì những người có trách nhiệm thờ ơ, dân lại bị đánh đập, đàn áp tiếp với những tội vu cáo là gây rối trật tự công cộng, với những bản án phi pháp hết sức nặng nề, và có những người phải tự thiêu vì quá oan trái. Vụ án Đồng Tâm, Thủ Thiêm chỉ là một vài trong số những ví dụ khiến người dân phẫn nộ. Trần Đại Quang đã hẳn là một những nhân vật quan trọng tạo tác nền công an trị, nhấn chìm quốc gia này trong đàn áp bất đồng chính kiến và bạo lực. Trong bức bàn bưng bít thông tin bí mật, có lần ông đã tỉnh giấc và phát biểu đôi lời đứng về phía dân. Những gì ông và các cá nhân trong hệ thống cầm quyền Việt Nam đã gây hại cho dân từ trước đến nay, đương nhiên sẽ được lịch sử công nhận và được phán xét công bằng. Những bài học cần nhắc mãi để Việt Nam và nhân loại cần nhận diện và ngăn chặn ngay từ ban đầu nền độc tài toàn trị gây hậu họa cho dân chúng Việt Nam. Chết hay mất tích hay bị thay thế. Đáng tiếc là cái chết của ông Trần Đại Quang chưa hẳn là một cái chết thông thường. Nghi vấn về cái chết của ông thường đặt ra những câu hỏi quan trọng về thực trạng phân rã của hệ thống cầm quyền, đặc biệt là của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phải chăng cái chết của ông là một trong những đồng chí khác nằm trong hệ thống cầm quyền vốn đã bất thường, nhưng còn bất thường hơn dưới thời vai trò của chính phủ và chủ tịch nước, quốc hội hoặc bên trong là nhập làm một hoặc bị chèn ép hoàn toàn lu mờ kể từ sau Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự lên ngôi cầm quyền gần như tuyệt đối của nhóm ông Nguyễn Phú Trọng sau khi ông thống lĩnh cả một hệ thống tổ chức đảng bộ công an và bộ quốc phòng. Sau những dồn dập những văn bản hợp tác hoàn toàn bất bình đẳng gây thiệt hại cho Việt Nam được ký kết giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, cho đến việc thúc đẩy Quốc hội thông qua luật đặc khu, đã thông qua luật an ninh mạng và gần đây nhất là cho việc lưu hành đồng nhân dân tệ Trung Quốc song song với đồng Việt Nam dưới danh nghĩa là ở vùng biên giới, rồi chấp nhận cùng Trung Quốc khai thác Biển Đông, trong khi rõ ràng là để mặc cho Trung Quốc xâm lược biển, thì vai trò của Chủ tịch nước và Thủ tướng, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam càng trở nên mờ nhạt. Hồi ngày 19 tháng 6 năm 2018, ông được dư luận cho là đã bị bịt miệng khi phát biểu trước cử tri và báo chí rằng ủng hộ việc đưa lực biểu tình ra Quốc hội xem xét. Lời nói của ông hoàn toàn không có gì sai,
Nhưng phải chăng sự sợ hãi của kẻ nắm quyền lực tuyệt đối đã ép buộc ông phủ nhận lời ông đã nói, và báo Tuổi Trẻ Online đã phải đình bản oan uổng 3 tháng trời? Ông Trần Đại Quang khi còn sống đã là một người ngoan ngoãn trong hệ thống, cũng như ông Đinh Thế Huynh hay ông Phùng Quang Thanh, đã mất tích với lý do chữa bệnh đâu đó và khả năng là chết trong khi đang sống. Đó là cái chết tức tưởi của những đồng chí khác dù họ vốn rất là ngoan ngoãn. Các đồng chí trong hệ thống cầm quyền tham nhũng đã rất nhiều đồng thuận với nhau để đàn áp dân, mị dân và ngu dân, đồng thuận cùng bán rẻ đất nước. Các đồng chí ấy đã cùng chia chác nhau, sát cánh bên nhau, hưởng nhiều quyền lợi đen. Nhưng đến một ngày vì những lý do nào đó, các đồng chí bỗng dưng không sát cánh với nhau nữa. Một số đồng chí liền trở thành những đồng chí khác. Có thể chỉ vì đồng chí khác ấy đã biết quá nhiều. Biết quá nhiều là cái tội rất lớn cần loại trừ. Kể cả khi đồng chí ấy cắn cơm, cắn cỏ lại lục ngoan thật là ngoan. Và khi đó xảy ra những cuộc ốm, cuộc mất tích, cuộc chết vì bệnh bất thường. Đó là cái chết của những đồng chí khác. Cái đồng thuận và sát cánh vì lý tưởng đẹp mới là cái đồng thuận lâu dài. Vì trong đó những người đồng thuận và sát cánh bên nhau vì những quyền lợi chung ấy chỉ là sự hy sinh quyền lợi riêng vì đất nước, không phải dính sự nhầy nhụa của những bàn tay đen chia chác dưới gầm bàn quyền lực và dự án. Còn sự đồng thuận để chia chác lợi ích nhóm thì đương nhiên rất dễ tan vỡ. Của cải từ dân dù tha hồ róc xương đảo cốt nhưng chẳng là vô hạn. Những miếng mồi công quỹ treo lững lơ trước mồm vô số những con sói không đói, nhưng hễ thấy mồm là thấy mồi là nuốt chửng. Có những nhóm đồng chí sôi nanh vuốt dài hơn, và cuộc chiến là một mất một còn. Khi đó xảy ra cái chết của mở ngoặc đóng ngoặc những đồng chí khác. Cuộc thay đổi nhân sự cấp tập từ trung ương tới địa phương trên mọi lĩnh vực rộng khắp, đặc biệt trong bộ công an và quân đội, cũng không loại trừ cái chết dù là theo nghĩa đen hay nghĩa bóng của các đồng chí khác. Những đồng chí tại vị từ trước đã đành rất tệ, đụng đâu cũng có thể kết tội tham nhũng và cố ý làm trái, và có thể cách chức hạ bệ ngon lành, thậm chí đưa vào tù hoàn toàn không oan. Bởi vậy việc thay thế bằng những đồng chí mới không phải giỏi hơn, trong sạch hơn, mà vì cánh hậu hơn, là một việc quá dễ dàng mà các đồng chí bị thay thế phải ngậm miệng, không dám á lên một tiếng, giữ được miếng ăn và tài sản tham nhũng cho họ là đã may mắn với lắm rồi. Và người Việt Nam cũng như thế giới sẽ biết sớm hay muộn có bao nhiêu đồng chí trong bộ máy mới là người lạ được hà hơi từ Trung Quốc lên nắm chính quyền Việt Nam để đảm bảo đường ray cho Trung Quốc tha hồ tung tác. Nếu các đồng chí khác không tự vệ, cái chết hoặc nhiều kiểu biến mất của các đồng chí khác với lý do mập mờ là virus hiếm và độc hại, hoặc là một lý do nào khác cho sự lên ngôi vị của một số đồng chí được bình đẳng hơn các đồng chí khác, đương nhiên không ai có thể thấm thía hơn những người đã và đang nắm hệ thống cầm quyền. Khi cần, các đồng chí hết đợt này đến đợt khác có thể tặng nhau một miếng virus hiếm. Cải cách ruộng đất chỉ là một trong những ví dụ. Có lẽ hơn ai hết, một số người trong bộ máy quyền lực, trong đó người nắm vũ khí như quân đội và công an, đang khóc cho ông Trần Đại Quang, thủ trưởng của họ, dù hầu hết dân chúng không hề có cảm hứng khóc cho Trần Đại Quang. Để người thân không phải khóc cho cái chết quá sớm vì một loại virus hiếm và độc hại, hay vì miếng khác, cơn ớn lạnh của các đồng chí đang ở trong bộ máy quyền lực có thể là một sự cảnh tỉnh qua cái chết của Trần Đại Quang. Vì dẫu ông có chết tự nhiên vì bệnh, thì bản thân ông dường như đã bị ghẻ lạnh từ khi ông đang là chủ tịch nước. Họ nên tự bảo vệ mình bằng cách cần tận dụng vị trí để xây dựng một thể chế có dân chủ, minh bạch, có giám sát quyền lực, và chính họ sẽ được giám sát và bảo vệ bằng tự do ngôn luận và nhân quyền. Đó mới là lá chắn bảo vệ vững chắc nhất cho mỗi công dân.